Em chào gia đình công giáo. Hôm nay em làm một cái đề tài về cái vấn đề là tại sao chúng ta được gọi là con người. Con là gì? Chúng ta từ thuở mà khai thiên lập địa đó, thì Chúa tạo ra ta là ai? Mà sau này ta nghe đâu đó người ta nói nó có phần con, nó có phần người. Thì hôm nay em sẽ giải thích điều này cho tất cả những người mà chúng ta còn thiếu cái kiến thức này. Từ cái thuở mà Chúa lập ra loài người là sau này là Chúa cũng xưng hô với chúng ta là loài người các ngươi, loài người chứ không có chữ con. Thì trong cái chương 1 của Khởi Nguyên là câu 26, anh chị chúng ta cùng lật Kinh Thánh ra coi. Thì chúng ta có thấy là và Thiên Chúa đã phán: "Ta hãy làm ra người, ta hãy làm ra người." Không có chữ con anh chị. Chứ ta hãy làm ra người theo hình ảnh ta, như họa ảnh của ta. Chúng hãy trị nên cá biển chim trời. Tức nghĩa là có quan trọng em muốn nói ở đây là cái chữ là Chúa tạo ra gì? Chúa tạo ra người. Và Chúa hay gọi là cái gì? Ta tạo ra nam và nữ. Là em coi lại nè, ở trong cái câu nào mà gọi là nam nữ, Chúa gọi như thế đối với con người chúng ta. Và bây giờ Chúa thì Chúa tạo ra người, còn tại sao bây giờ chúng ta mang luôn cái chữ con vô trong này? À, tiếp theo đó là câu 27 đó. Lúc nãy là câu 26, thì câu 27 là và Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình. Các anh chị lưu ý cho chúng ta là Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, người đã dựng nên nó là nam là nữ, người đã dựng nên chúng. Chúng ta là người và Chúa cũng là người. Chúa cũng người, là người đã dựng nên chúng. Mà gì? Rồi ta hãy làm ra người. Đó. Tại sao hai cái chữ này nó khác nhau? Ở chỗ là người ở đây á, là một bậc tôn kính, là đấng gọi là cha ta, thì ta ghi chữ hoa thôi. Còn cái thực ra là cái chữ người của chúng ta là chúng ta ghi thường lại để tránh cái vấn đề là nhầm lẫn giữa Chúa và chúng ta. Chúa cũng tạo ra cái gì? Giống hình ảnh Chúa mà. Thì sanh đã là người, người con và người cha. Cái đó gọi là người con, người cha. Mà để phân biệt người con, người cha, khi mình viết xưng người, 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 thì cái vấn đề ở đây là chỉ phân biệt cái chữ chữ hoa. Chữ hoa ở đầu câu là chữ N. Thì tại sao con người chúng ta bây giờ lại dính cái chữ con vô? Đây là một mắt xích đối với con rắn. Chúa không bao giờ mà ban cái sự xấu cho chúng ta cả. Chúa ban cho chúng ta điều tốt. Chúa cũng người, ta cũng người. Thế nhưng mà đến khi con rắn nó tới á, con rắn thì được gọi là con. Thì con rắn nó mang thú tính. Đương nhiên nó là con thú mà, nó là con vật mà, vật tính, thú tính. Thì tính tình của động vật, của thú vật. Thì bây giờ á, bỗng dưng á, chúng ta được tạo ra người nam, người nữ, và Chúa làm ra người. Thế nhưng mà chúng ta không vâng lời người cha, mà chúng ta lại vâng lời một con rắn. Các anh chị có thấy điều đó trong Kinh Thánh không? Thật ra thì em cũng không nghĩ là sáng nay em làm cái đề tài này. Sau một hồi đọc kinh sáng, rồi lảng vảng những cái công việc cá nhân, sau đó thì bỗng dưng em có một sự dạy bảo nào đó trong tâm hồn em. Thì em nghĩ là sự dạy bảo đó chỉ có Chúa thôi, và bản thân em cũng không bao giờ nghĩ rằng trong Kinh Thánh mà để ý tới cái chi tiết này. Thì em mới làm trong cái sự gì đó thôi thúc em là mở Kinh Thánh ra coi ở trong đó đó là Chúa tạo ra cái gì, ta tạo ra các con là cái gì, có phải người hay là con người không. Thì bỗng dưng thì em lại vô em lấy ra thì em thấy là đúng ha, à phải rồi ha. Thế tự nhiên cái lời này á, cái kiến thức này á, mình biết được, mình có được,
không phải để mình giữ cho riêng mình, mà để mình đưa cho thế gian loài người biết, chứ không riêng gì cho ai. Vì thế gian loài người hỏi là họ xuất phát từ đâu? Thì đó, người cha đó, người cha cũng xưng là người trong Kinh Thánh, người con xưng là người trong Kinh Thánh. Nhưng sau đó khi tiếp xúc với lại con rắn là thú vật, con rắn nó chỉ là một con thú thôi, thì đương nhiên thú thì tính thú, người thì tính người. Người thì nguyên bản là gì? Thiện lành, là tinh sạch. Chúa là một đấng hiện hữu của sự tinh sạch và gì? Và thiện lành. Và chúng ta gì? Lẽ ra chúng ta sẽ học cái nết đó của Chúa mình. Thì ngoài cái sự thiện lành trong mỗi con người chúng ta đều có, thì chúng ta gì? Lượm thêm một cái sự ác của từ thú tính này ra. Từ thú tính đây. Và và trong cái chương 2, bắt đầu từ chương 2 thì bắt đầu là Chúa có một cái hình ảnh là con rắn xuất hiện, đúng không? Để em coi nè. Cỏ lạ Eden mọc lên, rồi tiếp tục là Thiên Chúa nếu ta sẽ cái gì trợ giúp với nó. À, chương 3 là rơi vào sa ngã. Chương 3 là bắt đầu là con người tiếp nhận cái thú tính, thay vì tiếp nhận cái bản tính của một Thiên Chúa, của một sự tinh sạch, thì chúng ta lại tiếp nhận cái thú tính. Ngay chương 3 câu đầu tiên là đã là rắn rồi. Và rắn là một con vật tinh ranh hơn mọi dã thú Thiên Chúa đã làm ra. Nó và nó. Thế thì chúng ta lại một người con của Thiên Chúa đã không học cái tính tốt của Thiên Chúa, mà bên cạnh tính tốt đó chúng ta có, chúng ta lượm thêm một cái tính xấu từ con rắn, mà lại vâng lời chúng cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay các anh chị có thấy không, con người chúng ta mạnh mẽ đến kiểu gì? Lúc khỏe mạnh thì mạnh mẽ dữ lắm, lớn tiếng dữ lắm, rồi có một chút địa vị mà thiên hạ trao ban một cái địa vị nào đó mà xã hội này đặt cái vị trí đó ngồi, thì bắt đầu là gì? Bắt đầu là có cái thói, cái thói của một con vật là gì? Cái thói đó là cái gì? Là tự cao tự đại. Từ một con vật lên làm con người á, là được ngồi một cái vị trí như vậy, là bắt đầu là cái con trong người nó nổi lên liền, cái thú tính nó lên liền. Phải thể hiện là gì? Cái sự thiện lành á, nó bị đè xuống, và cái thú tính nó đi lên, nó phải thể hiện được nó. Bây giờ á, nó đã đi vào trong con người của chúng ta, để ta từ con của Thiên Chúa, con của Đấng Thánh, con của Đấng thiện lành tinh sạch, chúng ta lại trở thành là gì? Ghép một cái sự thú tính vô trong đó, chúng ta trở thành con người. Và chính điều này á, chính điều này nó đã đưa con người ta tới rất là nhiều đau khổ, tham vọng và gì? Và chết chóc. Con thú tính thì là gì? Nó giết, nó cắn, nó xé, nó chỉ vì một miếng ăn. Chúng ta nhìn lại người đời coi, chúng ta có thấy có phải vì ăn không? Vì tiền không? Vì vật chất không? Tất cả vì vật chất, vì cái gì đó? Vì cái nhu cầu. Vì cái nhu cầu. Con rắn thì cũng cần ăn thôi. Mà tới con người một cái á, nếu như cái đồng tiền đó mà đổi thành món ăn thì người ta cũng sẽ là gì? Lấy nhận cái đó thôi. Cho nên rằng á, là cái cuộc sống của con người chúng ta là chúng ta lựa chọn một cái sự giữ. Chúng ta tự lựa chọn cái sự giữ đó. Chúng ta đã đưa vào trong cái đời sống của chúng ta. Thậm chí có những cái những năm tháng trôi qua, cái lịch sử của loài người nó đã phai nhòa trong một số cái người, những người di cư từ 12 chi tộc của Giuse. Chúng ta nhắc lại cái giai đoạn này, cái giai đoạn các tổ phụ của chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Người đầu tiên là ai? Abraham. Abraham sinh ra Isaac. Isaac sinh ra Jacob. Jacob sinh ra Giuse. Trong đó Jacob Chúa đặt cho cái tên nó trùng với cái tên của người Israel. Đó. Cho nên là chúng ta nắm được căn bản cái này. Rồi sau đó là gì? Đó là những tổ phụ của chúng ta trong những cái thời kỳ trước. Và vì sau này
thì là 12 chi tộc là 12 người con của Du Xe rải khắp phương trời, rải rải khắp phương trời. Thì do cái cuộc sống rồi nghèo rồi đói rồi này nọ đó, chiến tranh rồi sự trừng phạt của Thiên Chúa, nó làm cho con người ta quên mất nguồn cội và đi tìm một cái gì đó, một cái đạo gì đó cho cuộc đời mình. Thì các anh chị có nhớ lại là cái thời của người ta gọi là Tất Đạt Đa không? Cái thời của ông ấy sống ở cái vùng mà ông ta không có đạo, ông ta không thấy cái đạo nào hết, ông ta sống trong hoàng cung nhung lụa, ông ta được sung sướng, nhưng ông ta đi ra ngoài ông thấy những cái viễn cảnh mà trong hoàng cung ông ấy chưa từng thấy. Thì ông ấy đi tìm. Vậy thì ông ấy đi tìm như thế nào? Ông ấy không ở chung với lại tất cả những cái gì gọi là người con người với nhau, và ông ta từ bỏ cái cuộc sống, từ bỏ một cái cuộc sống của một con người, của một xã hội loài người. Ông ta tách ra, ông ta đi trôi dạt theo cái con sông sông Hằng, sông Áng, đi mãi mãi, đi miết lên ở trên vùng núi đi đâu đó. Nói chung là lánh xa trần tục, lánh xa cuộc đời này, lánh xa đồng tiền, lánh xa cái gì mua bán, lánh xa cái gì là phụ nữ, là ăn, là uống, là mặc, là đủ thứ hết. Có nghĩa rằng đó là cái nhu cầu một con người bình thường á chúng ta có, thì ông ta lánh xa hết để làm gì? Đóng 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 lại. Khi ông ta đi lên một cái nơi hoang vắng điều hiu, ở đó nó có một cái cây rất là to, rất là bự. Ông ta thấy cái cây to đó, ông ta ngồi xuống dưới, ngồi xuống dưới gốc cây, và ông ta gọi là cây bồ đề của ngày hôm nay. Thì ông ta ngồi đó, ông ta làm gì? Nhắm mắt lại. Không, lúc này nè, gọi là tại sao ở bên nhà Phật người ta cứ gọi là sắc sắc không không, sắc không sắc gì đó, là bắt đầu là đủ các loại cái kiểu đó. Nhưng mà sự trừu tượng đó, người gọi là nó đi vào cái vấn đề lý giải một cái cách tỏ có vẻ giống như là hay, nhưng mà thật ra cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Đóng mặt, đóng mắt lại, đóng miệng lại, đóng hết lại. Con mắt là gì? Con mắt là sự sáng của loài người, là linh, là cái đèn pin của con người chúng ta đây. Mà linh hồn của chúng ta thì chúng ta phải đi theo Thiên Chúa thì mới đó là sự sáng. Còn ở trần gian, cái trần tục ấy, thì Chúa ban cho ta một con mắt. Thì có con mắt này á là chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì để chúng ta đi. Thì chúng ta lại đóng nó lại. Đóng nó lại thì đâu thấy gì? Rồi sau đó chúng ta không thấy gì cả. Mà cái nơi đó nó cũng là cái nơi quạnh vắng nữa, chúng ta coi như là từ bỏ hết, không không để ý xung quanh, chim hót thứ gì kệ nó, đóng hết lại và ngồi ngồi với một cái tư thế xếp bằng để mà gì, để mà ông ấy rơi vào trạng thái không, không nhu cầu, không vật chất, không nghe, không biết, không thấy. Không nghe thì gì? Nghe thì khỏi với nó đi nó lại, khỏi phải nghĩ 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 ở trong đầu để rồi buông ra một cái lời nói nào đó. Ví dụ nghe chim hót hay, chim hót thì bật biểu ra là gì? Chim hót hay, hoặc là chim hót dở, hoặc là mày ồn quá tao không muốn nghe, chẳng hạn vậy. Còn bây giờ ví dụ như là cái mũi hoa nó nở, bắt đầu là những cái gì đó nó sẽ đưa lên dây thần kinh, rồi gì là cảm nghĩ, và bắt đầu xúc ra miệng là gì? Thơm quá, hôi quá, không hay, mùi này không tốt. Nhưng mà bây giờ ông ấy đã đóng hết lại, đóng hết lại, thì đó có phải là một cuộc sống của một con người bình thường không? Không, ông ấy đã không còn sống ở một cái loài, một cái con người bình thường, mà ông ấy tuyệt nhiên coi như là gì, đoạn tuyệt với tất cả. Đoạn tuyệt coi giờ là chữ đoạn tuyệt, là cắt đứt với tất cả, cắt đứt hết để làm gì? Để nhập vô bản thể ông ta, chính ông ta nghĩ gì trong tâm ông ta, chính ông ta nghĩ vào trong chính bản thể của mình, tìm gì đó trong bản thể của mình, tìm cái chính, họ gọi là cái tôi. Thì cái tôi này là gì? Cái tôi này là cái tâm, nó nằm ở trong này. Mà cái tôi này nó cao bao nhiêu á thì nó làm cho con người ta giãy nảy bấy nhiêu, thì ông ta sẽ tìm về cái tôi đó, cái tôi của chính ổng, là tôi từ đâu, tôi như thế nào, tôi đó, đó là ông vô đó ông ngồi và ông ngự ở trong đó. Coi như là giờ tôi á là cái tôi của tôi không có xúc ra ngoài, tôi không có xúc bằng các cái giác quan, các sáu giác quan này, mà tôi chỉ ẩn nó vô bên trong. Tôi đem những cái này, giác quan này tôi giấu vô bên trong hết, tôi không thể hiện cái tôi nữa mà tôi giấu cái tôi vô trong.
thì ông ta đã không còn sống với cái tôi mà ông ta giấu, đem cái tôi đó vô ông ta cắt luôn, coi như là không có gì hết. Và khi đó ông ta đã ngồi 49 ngày dưới gốc cây và ông ta đã đi đi đây gọi là niết bàn, ở bên đạo người ta gọi là niết bàn. Thì trong suốt thời gian đó có những người người ta theo dịch cái câu chuyện mọi người cũng biết rồi, tam sao thất bản rồi buông thần bán thánh, thì bắt đầu là người ta theo dệt nên một cái sự tích của ông Tất Đạt Đa. Ông Tất Đạt Đa ông ấy sống, ông ấy không giết người, ông ấy không làm gì hết. Có thể rằng là cái khoảng thời gian ông ấy sống trong hoàng cung, ông ấy là cũng người nhân lành tốt lành, thì coi như có khoảng thời gian làm người đó đó mà cũng không biết nữa. Ông ấy ở hoàng cung tốt lành thì ông ta có giúp ai đâu, cái quan trọng là cái sự hiếu thuận đối với cha mẹ thôi. Còn bây giờ mình không có đánh giá ông Tất Đạt Đa, nhưng mà mình đánh giá cái người đời đây nè, là người đời bây giờ tự nhiên tạc cái tượng ổng, rồi cái mang tới cái chùa cho bùa cho ngải cũng ổng, cũng xin ổng, rồi mang vô nhà chùa thì bắt đầu là tạo nên một cái sự linh thiêng nào đó cũng từ ổng, một cái sự tốt lành từ ổng, trong nhà chùa thì thể hiện sự tốt lành từ ổng, cái gì cũng từ ổng. Rồi á, ở những cái nơi mà đi dựng mà cho bùa cho ngải cho này cho kia, họ cũng thờ những cái đấng đó. Vậy thì người ta buông thần bán thánh rồi, và cái sự lệch lạc của con người á nó đi xuyên suốt cho đến khi mình thấy có những người họ nó họ không có đạo, ai theo cái thói quen hoặc là theo cái phong tục là người này chết thì chết thì chôn, và cuối cùng là thờ lại cái người đó. Rồi bắt đầu là cái sự yếu lòng trong có những lúc đau bệnh ốm này kia, rồi cái người ta lúc thì người thì ta nó phó cho ông trời, người thì lại bắt đầu là gì, là nghe là con này linh con kia linh, thế là quỳ lạy hết, thì rất là đưa có thú tính vào trong người hết, thờ lạy tất cả các con vật. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta thì chúng ta lại không kêu cầu, đến cái khi mà gọi là kiệt quệ quá rồi, kiệt quệ quá rồi không còn gì nữa mới kêu ông trời, mới bỏ mặt trong trời, thì lúc này mới tính thôi. Thì cái bài của em là đến đây thôi, tại vì cũng có chút việc, em cũng sợ mình quên mất cái em sợ mình quên mất những cái gì mình sáng nay đã cho biết như thế này, thì em nói thôi. Em chào anh chị nha.